Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế. Những tin nóng bỏng 24 giờ qua, còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay hòa bình thường phải trả giá bằng chiến tranh. Đó là một xã hội kỳ lạ mà con người đang sở hữu. Câu chuyện muôn thuở này đã khiến cho hầu như bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải liên tục hiện đại hóa quân đội của mình. Năm 1975, Việt Nam thống nhất đất nước sau một cuộc chiến vô cùng thảm khốc kéo dài gần 35 năm. Năm 1979, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành xâm lược Việt Nam với nỗ lực nhằm trừng phạt Hà Nội về cuộc chiến tại biên giới Tây Nam. Cuộc chiến kéo dài một tháng, kết thúc bằng việc quân đội Trung Quốc rút khỏi Việt Nam sau những tổn thất nặng nề, nhưng họ lại không thu được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Có lẽ điều này luôn ám ảnh các hàng xóm to béo phương Bắc của chúng ta, khiến cho các chính trị gia và các nhà quân sự học của họ luôn để ý đánh giá về thực lực quân sự của Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn một bài phân tích của các nhà quan sát bên Trung Quốc về chủ đề này. Các nội dung trong bài sau đây hoàn toàn là quan điểm và góc nhìn của người Trung Quốc. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi xem người Trung Quốc đánh giá như thế nào về thực lực của chúng ta. Những năm gần đây, Việt Nam đã đặt mục tiêu là phải nhanh chóng hiện đại hóa các trang thiết bị vũ khí bằng các đợt mua sắm từ nước ngoài, chủ yếu là từ Nga. Các hợp đồng vũ khí như 36 máy bay Su-30, 6 tàu ngầm Kilo mang tên lửa hành trình, 6 tàu hộ vệ tên lửa gồm 4 tàu Zhipat và 2 Sigma, 6 tàu tấn công nhanh Monia và các hệ thống vũ khí khác do Israel chế tạo. Trọng tâm các đợt mua sắm trang thiết bị vũ khí của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua là hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân. Ngoài các máy bay Su-30, Việt Nam còn có trên 200 máy bay chiến đấu MiG-21 và Su-22, một phần trong số đó đã được hiện đại hóa. Lưu Tử Quân, một nhà bình luận quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, cho rằng đã có một sự gia tăng đáng kể số lượng máy bay dòng Su trong quân đội Việt Nam. Không những thế, hiện nay Việt Nam được coi là một trong những khách hàng tiềm năng của máy bay chiến đấu đa năng Su-35. Ông Lưu Tử Quân nói, Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực đầu tư cho lực lượng không quân và hải quân. Họ đã nhập khẩu từ Nga các tàu ngầm lớp Kilo, các hệ thống tên lửa Basimpe, tàu hộ vệ Zhipat 3.9. Với những trang thiết bị hiện đại, sự hiện diện của quân đội Việt Nam cả dưới đáy biển, mặt biển và trên không ở Biển Đông càng ngày càng được tăng cường. Một nhân vật khác là ông giáo sư Trương Quốc Phong của Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng nói rằng Việt Nam và Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh đã có một mối quan hệ thân mật và Việt Nam đã nhập khẩu một số lượng lớn các trang thiết bị vũ khí của Liên Xô, trong đó có một số trang bị vũ khí được bán với giá vừa bán vừa cho. Sau chiến tranh lạnh, Nga xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam và thực hiện các giao dịch theo đúng giá thị trường, không giống như trước kia là ưu đãi. Do đó, trong những thời điểm những năm 1990, Việt Nam không đủ ngân sách để trang bị vũ khí của Nga. Vì vậy, sau những năm 1990, quân đội Việt Nam vẫn chỉ được trang bị những trang thiết bị từ những thập kỷ 1960-1970 của thế kỷ trước. Những năm gần đây, kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh hơn, đời sống được nâng cao, các chương trình mua sắm trang bị từ nước ngoài được thực hiện thường xuyên hơn nhằm nhanh chóng thay thế các trang thiết bị vũ khí chủ lực. Trước đây, Hải quân Việt Nam vẫn được trang bị chủ yếu bởi những trang bị vũ khí từ những năm 1960-1970 do Liên Xô sản xuất, cùng với một số trang bị thu được của Mỹ được sản xuất từ những năm 1940. Để bù đắp khoảng trống đó, Việt Nam buộc phải thực hiện các chương trình mua sắm trang bị. Lưu Tử Quân cho biết Việt Nam đã bù đắp khoảng trống dưới mặt nước bằng đơn hàng 6 tàu ngầm lớp Kilo, ngoài ra còn nhập khẩu các tàu hộ vệ Zhipat nhằm làm tăng cường khả năng chống hạm, chống ngầm ở trên vùng đặc quyền kinh tế. Ý định rõ ràng là để tăng cường khả năng phòng thủ đối với các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam quá phụ thuộc vào Nga sau một thời gian dài về trang bị vũ khí. Theo các số liệu được công bố, Việt Nam chiếm 10% tổng lượng vũ khí xuất khẩu của Nga trong giai đoạn vừa qua. Việt Nam đã trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 của Nga sau Ấn Độ và Venezuela. Do đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam không hài lòng với tình hình như trên, họ cần phải đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Một mặt, Việt Nam vẫn tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ với Nga trong lĩnh vực trang bị vũ khí. Mặt khác, Việt Nam cũng đã và đang tăng cường hợp tác với các đối tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, ví dụ như 20 hệ thống tên lửa Astra của Israel. Mục tiêu chủ yếu là bảo vệ bờ biển và tương lai khả năng cao là Việt Nam sẽ được trang bị loại máy bay chống ngầm P-3C.
Ngoài việc mua sắm các trang thiết bị vũ khí hiện đại, Việt Nam cũng tích cực nhập khẩu công nghệ quốc phòng. Đặc biệt là trong những năm gần đây, Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với các quốc gia phát triển. Mục tiêu là để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống phòng thủ quốc gia trở nên rõ ràng hơn. Trong thực tế, Việt Nam thực hiện việc mua sắm trang bị và công nghệ song song. Ông Lưu Thủy Quân cho rằng, tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga đang phối hợp với Việt Nam để giúp nội địa hóa tên lửa KH-35. Trong khi đó, khi tổng công ty Irkut cũng đã chuyển giao cho Hiệp hội Hàng không Việt Nam hơn 200 linh kiện và công nghệ để sản xuất máy bay không người lái. Tuy nhiên, hai chuyên gia nói trên cho rằng trên thực tế, trang bị vũ khí Nga không thích hợp lắm ở Việt Nam. Họ nhận định vũ khí Nga phù hợp với việc tác chiến ở các khu vực dân cư thưa thớt, hợp với khí hậu lạnh, có thể không thích hợp với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam. Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga rất nhiều trang thiết bị vũ khí nhưng Nga hạn chế giới thiệu về công nghệ. Rất nhiều vũ khí của Nga không thể được nâng cấp hoặc là nội địa hóa. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo quản, sử dụng và tuổi thọ của trang bị. Để chấm dứt những lo ngại trên, trong những năm gần đây, Việt Nam đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào trang bị vũ khí của Nga. Thay vào đó là việc mở rộng hợp tác quân sự với các cường quốc khác nhằm để chuyển giao công nghệ quân sự. Israel là một trong những đối tác công nghiệp quốc phòng bạn bè với Việt Nam và là đối tượng đáng chú ý. Theo các thỏa thuận liên quan, Việt Nam không chỉ có thể mua vũ khí từ Israel mà còn được chuyển giao công nghệ kỹ thuật và các hệ thống thiết bị sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa. Israel và Việt Nam đã hình thành một ủy ban liên hợp về hợp tác thương mại và hợp tác quốc phòng. Ngoài ra, hai bên cùng ký một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật bí mật liên quan đến việc bảo mật thông tin cho nhau. Ngoài ra còn có Nhật Bản. Cuối năm ngoái, cụ thể là ngày 5 tháng 11 năm 2021, hai tàu chiến của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã cập cảng quốc tế tại Vịnh Cam Ranh. Điều này cho thấy rằng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã hội tụ đủ các yếu tố. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu đã nhấn mạnh rằng Cam Ranh có tầm quan trọng về địa chính trị, cơ sở này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho tất cả các nước. Ông thẳng thắn bày tỏ rằng tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục cập cảng. Ông Trương Quốc Phong cho biết Đông Nam Á đang trở thành điểm nóng của thị trường vũ khí quốc tế. Từ những năm 90, khu vực Đông Nam Á nhập khẩu trang bị vũ khí có xu hướng ngày càng tăng. Những quốc gia đáng chú ý nhất là Singapore, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Các quốc gia này đã nhập khẩu chủ yếu là các trang bị vũ khí cho lực lượng hải quân. Việc hiện đại hóa quân sự ở các quốc gia Đông Nam Á tập trung vào việc nâng cao khả năng chiến đấu trên biển, họ không ngần ngại chi tiêu để hiện đại hóa hải quân nhằm để tìm kiếm lợi ích hàng hải lớn hơn. Nhưng chương trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam thì khác hơn so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Các nhà phân tích tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo hướng này nhằm tăng cường khả năng răn đe đáng tin cậy theo chiều hướng đi lên. Khi Việt Nam hoàn thành việc triển khai các trang thiết bị vũ khí đã mua sắm, khả năng kiểm soát Biển Đông của Việt Nam sẽ đạt đến một mức độ chưa thể tưởng tượng nổi. Cả Trương Quốc Phong và Lưu Tử Quân đều cho rằng, trong các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu các loại trang bị vũ khí tiên tiến nhất, nhưng đại đa số các trang thiết bị vũ khí hiện đại trên đều được nhập khẩu. Hệ thống phòng thủ quốc gia chưa có sự hỗ trợ lớn từ chương trình hiện đại hóa quân sự. Việc sử dụng các loại vũ khí nhập khẩu cũng có giới hạn như là hậu cần và các khía cạnh khác. Vì vậy, đối với Trung Quốc, những động thái quân sự của Việt Nam trong những năm gần đây, việc mua sắm trang bị là đáng chú ý. Tất nhiên là Trung Quốc cần phải thận trọng, nhưng cũng không cần phải thổi phồng mối đe dọa quân sự của Việt Nam. Trước khi kết thúc video thì Phương Thúy sẽ đọc cho các bạn nghe bảng xếp hạng Global Five Power công bố năm 2021 về những quốc gia có nền quân đội mạnh nhất thế giới. Việt Nam chúng ta rất vinh dự, cũng nằm trong 25 nền quân đội mạnh nhất trên thế giới. Cụ thể, 25 nền quân đội mạnh nhất hành tinh lần lượt là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Brazil, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Ai Cập, Iran, Đức, Indonesia, Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha, Australia, Israel, Canada, Đài Loan, Ba Lan, Việt Nam và Ukraine. Đáng chú ý là sức mạnh hải quân của chúng ta hiện đang giữ vị trí thứ 38, xếp trên cả Canada và Hà Lan lẫn Cameroon. Video của tin mới xin dừng ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!